Sau Galaxy Note, Samsung tiếp tục khai phá thị trường di động với Galaxy Z Series. Galaxy Z Fold thế hệ thứ 3 sẽ là sản phẩm kế nhiệm thành công của dòng Galaxy Note, tiếp tục đem đến sự đột phá và sáng tạo, mang đến trải nghiệm khác biệt cho người dùng bằng các công nghệ dẫn đầu. Là nhà sản xuất đi tiên phong để tạo nên những dòng smartphone khác biệt đối với thị trường. Từ những năm tháng đầu tiên của smartphone với dòng Galaxy Note đi kèm chiếc Buds Pen cùng một lượng fan trung thành đông đảo, đến những chiếc điện thoại Galaxy Z màn hình gập ấn tượng. Vào ngày 11 tháng 8 tại sự kiện Unpacked, Samsung sẽ tiếp nối những di sản của Note với dòng smartphone độc đáo tiếp theo của mình, Galaxy Z Fold thế hệ thứ 3. 10 năm trước, một dòng sản phẩm tiên phong đã ra đời qua thương hiệu Note cùng chiếc bút cảm ứng Pen tuyệt vời trong thời kỳ đầu của smartphone. Các mẫu điện thoại mới bắt đầu sử dụng cảm ứng điện rung, từng có ý kiến cho rằng liệu có ai cần một chiếc bút sờ tay lướt nữa. Samsung với một ý tưởng không mới nhưng cũng vẫn rất táo bạo, năm 2011 hãng cho ra đời Galaxy Note. Một chiếc smartphone ngoại cỡ tại thời điểm đó với màn hình 5.3 và đặc biệt là chiếc bút cảm ứng Pen đi kèm. Đặc điểm này khiến cho Galaxy Note gần như là một điểm sáng trong thời kỳ đầu của smartphone, tách biệt hoàn toàn với các mẫu smartphone khác. Giới công nghệ đã bất ngờ với sự thêm thắt thú vị này cho dòng Galaxy. Khi mọi người còn đang làm quen với các thao tác chạm vuốt đa điểm, thì Samsung đã giới thiệu đến toàn thể giới công nghệ khái niệm Fablet, một dòng smartphone light tablet đem lại trải nghiệm của một chiếc tablet nhưng lại nhỏ gọn và đầy đủ các tính năng của điện thoại, giúp cải thiện hiệu suất làm việc cho người dùng trong những ngày đầu của thời đại công nghệ 4.0. Nhờ vậy, Galaxy Note đã nhanh chóng tạo dựng được vị thế không thể lay chuyển. Từ tháng 9 năm 2011 đến tháng 10 năm 2013, Samsung đã bán tới hơn 50 triệu máy Galaxy Note. 10 triệu máy Galaxy Note 3 đã được bán ra chỉ trong 2 tháng đầu tiên sau khi ra mắt. 30 triệu máy Galaxy Note 2 và 10 triệu máy là doanh số máy Galaxy Note thế hệ đầu. Chỉ thông qua những con số vô cùng ấn tượng này, chúng ta đã có thể thấy ngay từ những thế hệ đầu tiên, Samsung đã là một nhà sản xuất tiên phong và tạo nên được thương hiệu riêng cho một dòng Fablet với tên gọi Note, cái tên mà khiến cả thị trường đều quen thuộc và là tiêu chuẩn cho các nhà sản xuất khác theo đuổi những chiếc smartphone độc đáo của Samsung. Khi sự tin tưởng của người dùng được đặt đúng chỗ không chỉ với Note trước đây, những dòng sản phẩm khác biệt khác của Samsung cũng vẫn luôn nhận được nhiều sự tin tưởng của người dùng. Khi những người dùng trung thành của Note đã quen với Fablet và chiếc Buds Pen hữu dụng, thì họ vẫn luôn chờ đợi những thay đổi táo bạo tiếp theo của Samsung. Đặc biệt là với dòng điện thoại màn hình gập Galaxy Z Fold, từ người dùng đến giới công nghệ, khi được hỏi về điều gì khiến họ ấn tượng nhất về dòng smartphone này, mọi người đều cho rằng dòng smartphone này không chỉ có thiết kế sáng tạo đột phá, mà là còn là dòng smartphone được ứng dụng những công nghệ mới nhất, đều khiến họ thấy vui sướng và háo hức khi được cầm trên tay lần đầu tiên, tiếp nối những di sản từ DNA của Note trên Galaxy Z Fold trong quá khứ. Note cũng là một dòng smartphone khác biệt trên thị trường giai đoạn đầu và rất thành công với nhiều fan trung thành. Galaxy Fold cũng đã lặp lại lịch sử đó với Fold 2 và giờ là Fold thế hệ thứ 3, với tầm nhìn cho một dòng Fablet ở đẳng cấp cao hơn nữa. Samsung đã có những bước chuẩn bị cho dòng smartphone màn hình gập tiếp tục kế thừa những di sản DNA đã tạo nên tên tuổi của dòng Note, mở ra những tiềm năng vô hạn cho smartphone và đưa người dùng đến một đẳng cấp mới trong việc sử dụng smartphone. Dòng điện thoại đã có rất nhiều tính năng độc đáo, hữu dụng nhờ màn hình gập mở như Galaxy Z nay lại được trang bị thêm một chiếc bút cảm ứng Pen. Hiệu quả xử lý công việc càng được nâng cao khi Pen được sử dụng trên Galaxy Z Fold, một chiếc Fablet có màn hình thậm chí còn lớn hơn dòng Note. Khi mang được chiếc Pen đã được ưa chuộng suốt 10 năm ra mắt của Note lên Galaxy Z Fold chắc chắn sẽ là một sự nâng cấp ngoạn mục cho người dùng Note. Đúng những gì họ mong đợi. Một chiếc Fablet hoàn hảo hơn cả Galaxy Note với màn hình rộng và hiệu quả xử lý công việc cao hơn nữa, cải tiến mạnh mẽ từ độ nhạy hay kích thước máy khi vừa có thể có màn hình lớn như một chiếc tablet mà vừa có thể gập gọn. Đến hiệu năng được cải thiện mạnh mẽ nhờ phần cứng cao cấp và một thiết kế đẳng cấp đem lại thần thái khác biệt. Với dòng Galaxy Z Fold mang trong mình DNA của Galaxy Note sắp ra mắt, một lần nữa lại khẳng định sự dẫn đầu về việc nắm bắt đúng nhu cầu và thị hiếu của đối tượng người dùng đam mê công nghệ của Samsung. Hãng luôn luôn biết cách chiều lòng các fan trung thành của mình với những phát kiến đẳng cấp, đem những tính năng được yêu thích nhất của dòng Note lên dòng smartphone độc đáo và đột phá Galaxy Z Fold. Những dòng smartphone tách biệt với thị trường của Samsung đã và đang chinh phục trái tim của người yêu công nghệ trên khắp thế giới, chỉ tốt thôi có đủ tốt. Mở ra tiềm năng công nghệ mới là chủ đề trong sự kiện ra mắt sản phẩm sắp tới. Cùng đón chờ xem Samsung sẽ mang đến những trải nghiệm thú vị mới đến với thế giới công nghệ như thế nào tại sự kiện Unpacked vào lúc 21 giờ ngày 11 tháng 8 năm 2021. Đây là bản tin công nghệ 4.0, Mark tham vọng.